Nghe Lực trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, Tuấn Khanh cũng nên biết nhạc sĩ Tuấn Khanh, tức là Nguyễn Tuấn Khanh, sinh năm 1968, khác với nhạc sĩ Tuấn Khanh trước năm 75 với những cái bài hát như là Hoa Son, Bên Thềm Cũ, Chiếc Lá Cuối Cùng. Tuấn Khanh sinh tại Sài Gòn. Ông tốt nghiệp Nhạc viện Sài Gòn, phóng viên, nhạc sĩ, viết văn, làm ở đài truyền hình, được giải thưởng Re International Ý, được một tạp chí X Magazine bầu chọn là 10 những vật trẻ Đông Nam Á có ảnh hưởng cộng đồng. Ông cũng từng là giám khảo những chương trình Việt Nam Idol, Việt Dân. Nhạc sĩ Tuấn Khanh có nhiều bài viết thao thức với thời cuộc, rất được ngưỡng mộ ở trong nước và hải ngoại. Bài viết dưới đây thể hiện sự can đảm của mình sống thật với chính mình. Bài viết có tựa đề là Làm Người Việt Không Dễ, nội dung như sau. Từng thiên niên kỷ khâu giá lại mình. Tôi là ai? Tôi là ai giữa dòng định mệnh mang tên Việt Nam chứ? Câu hỏi đó vẫn theo đuổi tôi, buộc tôi phải nhìn lại mình, nhìn những khát vọng co rút lại như miếng da lửa, và đếm lại tuổi trẻ hoang phí, ngu ngơ trước cuối xay gió thời cuộc ở bên đường. Ký ức lớn nhất của những ngày thơ ấu mà tôi luôn bị ám ảnh, đó là một buổi sáng nắng gắt, trên mặt đường đầy quân trang vứt la liệt khắp nơi, tiếng người gọi nhau, tiếng xe hỗn loạn, tay mẹ nắm chặt tôi như sợ tôi vụt mất đi, y như một quốc gia miền Nam Việt Nam đã tan biến kỳ lạ sau cuộc chiến tranh dai dẳng 20 năm. Từ lúc đó, tôi lớn lên, loay hoay nhiều năm với việc lựa chọn mình phải làm gì, phải như thế nào để được chấp nhận làm một sinh linh hợp pháp trong một quốc gia mới có tên Cộng sản. Cuộc sống của một người Việt Nam không đơn giản đâu bạn ạ. Nếu 10 năm hay 20 năm nữa, khi được hỏi, tôi cũng sẽ nhắc lại y như vậy không khác gì. Nhưng chúng ta vẫn cần và có thể phải vẽ lại nó. Năm lớp 3, tôi học ở ngôi trường cách xa trung tâm Sài Gòn, nhưng hẻo lánh và nghèo nàn như một ngoại ô. Thằng bạn cùng tuổi có cuốn truyện tranh của chế độ mới, kể về anh bộ đội chiến đấu giỏi mà tôi mượn mãi nó không được. Cuối cùng thì nó cũng đồng ý cho mượn xem, nếu như tôi mang đồ ăn cho nó. Ấy vậy mà sau khi ngồm ngoàm hết cái món tôi đưa, nó vẫn không cho mượn. Giận quá, tôi gào lên với nó bằng một câu nói mà thời đó tôi hay nghe người lớn chỉ về mặt nhau: đồ bất đích cộng sản. Thằng bạn cũng nổi giận. Dường như câu nói đó vào cuối những năm 1970 là rất nặng nề thì phải. Nó lập tức chạy vào lớp và kể với cô chủ nhiệm rằng tôi đã gọi nó là cộng sản. Bà cô nghiêm mặt, trầm giọng, nói tôi ở lại cuối giờ để nhận mức trừng phạt. Tôi sợ hãi, cò rò ở cuối lớp và chờ sự trừng phạt vào chiều hôm ấy. Thế nhưng kỳ lạ thay, cô chủ nhiệm nhìn quanh khi không còn ai, bước tới nắm tay tôi, nói dịu dàng và lo lắng: con không được nói như vậy nữa, rất nguy hiểm biết không. Sau này tôi mới biết cô có người em trai là sĩ quan của chế độ cũ phải đi tù, mà nhà nước gọi là học tập cải tạo. Nhà trường vẫn là nơi đổ đầy vào đầu trẻ con miền Nam những câu chuyện thú vị về những con người mới đến từ miền Bắc, về một ông cụ có râu dài, da mặt hồng hào, được gọi là Bác Hồ. Lúc trẻ con, tôi cũng bị hút theo những điều mới lạ như vậy. Một ngày kia, tôi đeo khăn quàng đỏ chạy về nhà ăn cơm với mẹ và các chị. Tôi khoe học được rất nhiều điều và kể cho mẹ tôi, Bác Hồ biết nói 60 thứ tiếng, trong khi Đức Giáo Hoàng chỉ biết có 5 thứ tiếng thôi. Thầy con nói như vậy. Cả nhà tôi im lặng ăn, không ai nói với ai lời nào. Nhà tôi lúc đó vắng người, các anh rể thì đi học tập cải tạo, còn các chị thì
đang ngồi tù vì vượt biên không thành. Sao các câu chuyện kể về bài học mới của tôi mang từ nhà trường sau chủ nghĩa về, ở nhà có thêm những tiếng thở dài. Dù chỉ là trẻ con, tôi vẫn nhận ra đó có những điều gì đó mâu thuẫn, rách nát trên một bề mặt cuộc sống được đầy kính, ca vang những bài ngợi ca đời mới tươi đẹp. Nó là tiền đề để tôi nhìn nhận thức của mình bị cào cấu và cuối cùng nát vụn mọi thứ trong tôi qua từng niên kỷ, khiến tôi phải tự khâu giá đời mình cho đến hôm nay. Cuộc sống niên thiếu trôi qua lãng đãng trong thống khổ. Tôi nhớ những chén bo bo dành cho ngựa ăn với đường chải mà Liên Xô viện trợ cho Việt Nam vào những mùa miền Nam đói quặn. Tôi nhớ những ngày xếp hàng rã rưởi để lãnh được mấy ổ bánh mì theo nhân khẩu, vác vỗ về nhà rồi ăn ngấu nghiến như ngày mai là tận thế. Tôi nhớ những đêm bọn trẻ đua xe đạp điên cuồng, gào thét trong những đêm cúp điện triền miên để giải trí. Nhà trường, các anh chị cán bộ dạy dỗ nói rằng tội ác xâm lược của bọn bành trướng Bắc Kinh khiến người Việt Nam phải chịu khổ như vậy. Mọi người nghe và hò hét vỗ tay như trò giải trí của bọn trẻ chúng tôi vào những đêm cúp điện nóng hực. Thế rồi, mọi thứ dần đổi thay. Tôi cũng đổi thay. Thật cảm ơn những thùng sách vở từ cái đồ cũ mà gia đình tôi, mẹ tôi quyết tâm giấu giữ lại bất chấp sự truy lùng, bắt đốt của chính quyền như là thời chống dị giáo. Như đứa trẻ may mắn tìm được lối đi bí mật đến được vùng đất pháp thuật Narnia, tôi tìm thấy một thế giới khác cho mình, chìm đắm vào đó. Thậm chí có những ngày tôi trốn học về nhà chỉ để ôm sách ra giường đọc. Sách giúp tôi vượt qua những bữa ăn cơm đợn khoai lẫn cát. Sách giúp tôi chỉ hô gian một lần ở những buổi meeting bắt buộc, rồi dành thời gian để quan sát đám đông đỏ mặt, hỗn hển, vô nghĩa. Từ sách tôi biết nước Việt Nam rõ hơn, biết số phận dân tộc mình nhiều hơn và ý thức được về bản thân của mình trong một nhà nước cộng sản là như thế nào. Và tôi cũng biết nhiều hơn về cái ông cụ có cái bộ râu dài, da mặt hồng hào mà mọi người gọi là Bác Hồ. Không biết từ khi nào, tôi đã bị ám ảnh về sự thật. Và thật may mắn hay xui rủi, tôi cũng không biết. Tôi lại khao khát muốn được sống cuộc đời cống hiến cho hiện thực. Tôi muốn làm một công dân Việt nói lên sự thật và trình bày những gì tôi thấy, bất chấp điều đó có thể tước quyền không cho tôi làm thần dân trong vương quốc cộng sản. Tôi là ai vậy? Tôi là ai vậy? Có lúc tôi tự hỏi, mang trong đầu đầy những điều khác lạ so với bài giảng, so với các bài giảng với nhà trường, với các buổi học chính trị, và âm thầm khác biệt ngay cả trong thời kỳ tôi được ưu ái, được bầu chọn là phó bí thư đoàn thanh niên cộng sản, được coi là hạt giống quốc gia. Chấm hỏi. Những ngày tháng đó, tôi cũng đã tự hỏi mình là phải làm sao và khi nào thì có thể sống nguyên vẹn làm mình mà không cần tung hô là một người Việt Nam thuần túy với danh dự, trách nhiệm và duy trì của Tổ quốc mà thôi. Nhiều năm trước, khi được gọi là nhà báo và là nghệ sĩ, tôi thấy mình quá mệt mỏi với trò hai vai trong một vở kịch đời, nên tôi tự quyết định rút lui và chỉ chọn một bộ mặt để sống. Một trong số rất đông học trò của tôi lúc ấy dũng cảm nói thẳng vào mặt tôi rằng: "Tội nghiệp thầy, nếu thầy không phản động, thầy đã có hết mọi thứ." Thật là một nhận xét đáng nhớ và cần thiết. Tôi có hèn yếu không? Tôi có hèn yếu không khi không gánh nổi cái trò một đời hai vai mà hàng triệu người già trẻ Việt Nam vẫn đang làm, hay bị buộc phải vào vai?
chọn bộ mặt đúng như mình muốn. Tôi đã nếm thất bại rất nhiều, từ chuyện bị đuổi việc liên tục hết nơi này đến nơi khác, bị hành hạ tinh thần bởi các cơ quan văn hóa lẫn an ninh. Hóa ra đôi khi không nhận hai vai, mọi thứ lại còn phức tạp hơn, nhất là trong cuộc sống phải được cho phép từ một nhà nước độc tài. Có những lần nghĩ ngợi như vậy, tôi thường tự đặt cái câu hỏi rằng một trí tuệ như Đại Công Thần Nguyễn Trãi khi đón Lê Thánh Tôn ở chùa Côn Sơn ắt đã biết lành ít dữ nhiều. Vậy sao Nguyễn Trãi lại không cúi đầu gian sinh, không quỳ sinh sống? Người có thể viết một bản văn đã xua được cả một đạo quân phương Bắc lại không cất lời thuyết phục vua chăng? Chắc chắn là vì Nguyễn Trãi đã không thể sống hai vai. Kẻ sĩ có thể mang nhiều giai đoạn của thời thế trong đời mình, nhưng chỉ có một bộ mặt để ngẩng lên và cất tiếng cười ngạo nghễ với đời. Thầy Thích Tuệ Sĩ cũng ghi lại câu chuyện như vậy. Và trong bài Trí Thức Phải Nói, thầy đã viết: "Như tôi biết rõ một điều, do điều đó đã được ghi chép trong lịch sử, trí thức chân chính của Việt Nam không bao giờ khiếp nhược. May mắn thay, tôi biết viết, biết đọc, và hơn nữa, tôi là người Việt Nam. Giờ thì tôi chỉ còn phải cố gắng tập để mình không khiếp nhược và giới thiệu sự không khiếp nhược đó cho những người chung quanh, đặc biệt trước thời đại cái ác ngày càng lộ nguyên hình." Ai đó đã gửi đến một câu hỏi cho tôi: người Việt hiện nay cần nhất là điều gì? Đó là câu hỏi rất lớn mà cũng rất nhỏ. Người Việt hôm nay đã có đủ tất cả và thậm chí dư thừa hơn cái ngày trước rất nhiều. Từng bữa ăn của đầu thập niên 1980, gia đình tôi phải dành cái miếng thịt ít ỏi có được để cho bà ngoại đau yếu quanh năm. Nhưng những đứa trẻ hôm nay đang phát ốm là vì được ép ăn quá nhiều thịt. Không những vậy, hãnh tiến hơn nhiều, chia rẽ nhiều hơn, và thù hận vì lý tưởng cũng được tổ chức công phu hơn ở cấp nhà nước. Người Việt cần nhất điều gì? Tôi chỉ xin chọn một điều, đó là người Việt trở về là người Việt, biết chọn lẽ phải và sự thật, biết nổi giận trước cái ác và biết nhục khi không còn bao biện trong việc quỳ gối trước cường quyền. George Orwell kể rằng, khi những con lợn con được nuôi dạy và quay lại ở trong trang trại, thì chúng chỉ biết máng ăn và tuân lệnh. Người Việt phải là người Việt thì mới có thể chọn những thứ khác hơn là máng ăn và thuần phục. Người Việt phải là người Việt thì mới có thể nhìn vào núi sông tổ tiên ngàn năm đã đổ máu để gìn giữ sự tự do cho con cháu hôm nay. Câu hỏi đặt ra là vì sao đó là điều cần nhất? Bởi vì một tương lai sẽ tới của một dân tộc Việt tự do và trường tồn với lòng kiêu hãnh, không cần những kẻ đã quen làm nô lệ, không cần những kẻ hai vai hai mặt. Đất nước phát triển lộng lẫy làm gì khi con cháu Việt đã trở thành bầy đàn đớn hèn và chỉ còn biết máng ăn của mình chứ? Khi đọc đến đây, ai đó sẽ nói rằng tôi đang chống cộng chăng? Nhưng đúng nhất là tôi đang chống sự mất mát của người Việt, mất mát màu da tiếng nói mà tôi đã nhận mình là một phần trong đó. Sinh ra làm người Việt là điều không thể chọn. Tôi thấy mình đã đứng ở trong đời Việt như một định mệnh đầy biến động và trắc trở. Nhưng dù định mệnh như thế nào thì chúng ta vẫn có thể chọn không làm kẻ hèn, không làm nô lệ cho bất kỳ ai, cho triều đại nào. Cộng sản cũng là những người đã chọn hai vai, đã giả vờ yêu nước và lại mưu mô cầm giữ quyền cai trị mãi mãi của dân tộc. Nhưng rồi cũng đến lúc họ phải chọn một, và một đó
thuộc về sự thật. Không có gì không thể thay đổi. Lịch sử đã cho thấy như vậy, và mỗi người Việt đều có thể thay đổi bản thân mình từ một cái vong quốc vô dân tộc ngay trên quê nhà để trở lại là một người Việt đúng nghĩa. Từng niên kỷ, tôi đã đập vỡ sự hào nhoáng ngu muội của mình, bật máu, rồi khâu giá lại mình. Một buổi sáng mùa xuân, tôi soi lại mình ở trong gương. Tôi là tôi tầm thường. Tôi dại dột giữa khó khăn. Tôi không thể nhận ơn huệ từ kẻ khác. Nhưng tôi đã trên con đường trở về nơi chốn của mình. Đó là tôi là người Việt. Người Việt Tuấn Khanh. Đêm qua tôi mơ thấy một bài ca mới, bài ca không vui, bài ca ngậm ngùi. Bài ca tôi đen như thân phận người. Bài ca âm vang trong con tim tôi, tiếng hát bay lên cất lời tự do. Tiếng hát ban qua bao đêm tối ngục tù, mơ tới tương lai sâu ngã đi hận thù. Bài ca âm vang xuyên qua tim nhau, giọt máu đỏ tươi hát lời Việt Nam. Tay trong tay nhau ta sẽ bước qua nguy nan. Đêm qua tôi mơ thấy một bài ca mới, bài ca quê hương ngày không bình thường. Ngày không máu xương mà vẫn thật buồn. Bài ca âm vang trong con tim tôi, lấp lánh khát khao làm người tự do. Chia sớt oan khiên, chia sớt những nguồn phiền. Nắm lấy tay nhau không cam sống phần hèn, không cam sống phần hèn. Bài ca âm vang xuyên qua tim nhau, giọt máu đỏ tươi hát lời Việt Nam. Yêu thương ta sẽ bước qua nguy nan. Gieo rắc dân lành, mùi hôi
tanh tràn khắp thị thành. Nhìn ta đang trong thời mạt pháp, kẻ điêu hoa hoan huyên trần tục. Nay chúng đem oán nhục vào ta, đồng loại mình họ xem như rác. Nỗi trôi như ngã cũ hoang bầy, người thơ ngây nay cũng gánh tội. Đây đó dân ta chẳng đường thoát, loài kền kền mồ trên xác sống của mồ hôi xương máu con người. Từ lâu nay chúng muốn thuần thuộc, ôi chúng như loài quỷ ma vương. Quỷ ma vương đọa đầy thâm ác, từ lương tâm đầy nghiến hận thù. Rồi chúng gieo tủi nhục vào ta.